Nhà có con 12 ngựa nè bà con. Kubota 12 ngựa luôn, chạy nước luôn. 12 ngựa nè bà con, Kubota. Con này mà chạy phát điện anh em nào, bà con nào chạy điện là ok luôn. Chạy được cục phát điện 7 kg á. 12 ngựa chạy 7 kg là ok. Tức là nó là 600 mấy, 800 mấy luôn. Chạy được cục điện 7 kg, máy lăn là ok rồi. Cái này cỏ cho em lắm bà con ơi, 6 triệu. Kubota 12 ngựa. Máy dọn lại rồi nhưng mà đẹp. Chạy ngon. Sáu triệu 12 ngựa chạy phát điện 4 kg là ngon đó bà con. Hết trên. Đây là cửa hàng nhà nghe bà con. Con nào có nhu cầu nha luôn, quan trọng là con này là 6 triệu 12 ngựa. Bắt điện chạy 4 kg được. Kubota luôn. Đây xe 80 90 đẹp đẹp không bà con ơi. Xe 80 90 67. Ô sơn ghét nhìn không ra luôn trời. Sơn hàng gì kỳ vậy? Sơn ghét nhìn không ra luôn vậy. Sơn nè, nhìn ghét nhìn không ra luôn. Vậy mấy Nhật nó sao nó phân bì được. Nhật nó mướn qua quá. CT 53T61. Vậy là Nhật nó mướn qua bển rồi đó. Này là dạng như là chưa mấy gì tỉnh lắm. Chưa nữa mà vậy đúng không? Nước phải chứ, không phải nổ, nước nước để sạch sẽ rồi thôi. Em dòng cửa hàng nhà các bà con, cửa hàng không có sức chân. Đây, phát điện đầy đủ. Máy mộng đầy đủ luôn bà con ơi. Đây 1S13 13 ngựa luôn. 1S13 con này đẹp nè. 1S13 con này Mitsubishi 14. Này Mitsubishi 14 luôn. Con này Mitsubishi 14 luôn đúng rồi. Đây Mitsubishi 11 Mitsubishi 12 11. Con nào có nhu cầu alo nè. Chào bà con nha, chúc quay phim mới nữa. Ơi cửa hàng nhà. Con gà đi. Con gà đi vòng vòng của kho tao giờ thế gì vậy kho mình. Em này 18 ngựa nè bà con, xu luôn, khá đẹp lắm, khá đẹp nè. 18 ngựa nè. Rồi chào bà con, em lại bà con.